Tiếp theo chúng ta nhập liệu tiền gửi ngân hàng Vietcombank. Ngày 4 tháng 1, xí nghiệp Song Mây xuất khẩu Hòa Hiệp thanh toán cho Minh Ông Phát số tiền 39.139.801 đồng. Ngày 25 tháng 1 nhận được giấy báo có trả lại tiền gửi. Ngày 5 tháng 1, công ty Minh Nam Phát trả tiền cho công ty Xuân Tiến.
ngày 5 tháng 1, Triệu Văn Phúc rút tiền. Ngày 14 tháng 1 thu phí dịch vụ SMS. Ngày 15 tháng 1 thu phí dịch vụ. Ngày 25 tháng 1, thu phí quản lý tài khoản.